Hello xin chào tất cả cô chú anh xem đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay vườn của chị Hạnh cho anh chị em mình vô lưu thêm một số loại mai thì anh em mình mua về chơi Tết ha anh em. Thì giờ em sẽ mượn chị Hạnh tư vấn cho anh chị em mình những cái cây trong clip ngày hôm nay. Anh chị em mình có nhu cầu mua loại nào, thích cái cây nào thì anh em mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại tên tiêu đề giùm em nha. Em giờ em sẽ mượn chị Hạnh tư vấn cho anh chị em mình. Rồi, à, chào cô chú anh chị, à, em tên Hạnh, đó. em quy Lâm hết cho Lách Bánh Tre, số điện thoại là 0373 398 572, sử dụng Zalo bên em luôn. Thì hôm nay tiếp tục nhà vườn của em hiểm giới thiệu với anh chị là một số loại máy ghép cho tết, chân tết. Rồi, cái loại này đi. Đây. Hello này, hồi nãy em vô là em thấy, à, nhìn thấy nụ nó rất là đẹp luôn nha anh em. Cây giá cả thì em không biết làm sao, nhưng mà cái nụ ở đây nó rất là chất lượng luôn. Hồi nãy em có đi vô trước đó, anh em, em dạo em thấy là nụ rất là ok ha nụ già nó chắc ha nụ okay. như những cái cây mà em lên clip em làm cho mấy cái chia sẻ cách làm nụ cho anh chị em mình ha nụ bao nụ ngon cho anh chị em luôn cây già mùa nụ rất là chuẩn ha nụ lúc ngày mai của mình mà mua được những cái cây nụ như vậy thì anh em mình chơi tết rất là ngon cả vườn đều như vậy nha anh em chứ không phải cứ lấy một hai cây nụ ngon ra để quay cho anh em mình đâu Đây, Đây phía sau cũng lô nó nè nha anh em nụ cây nào cũng vậy nụ rất là chất lượng cho anh chị em mình chơi tết ha nụ như vậy thì chơi tết đâu có còn gì bàn nữa nụ rất là dài rất là chắc ha cái lô này thì giá cả cây đẹp xấu thì anh em mình tự đánh giá còn em thì em thấy nụ đây nó rất là chuẩn để cho anh chị em mình chơi nụ anh em ha nụ cực kỳ đẹp luôn ha cây này đừng cái nó già mùa lên nụ rất là đẹp luôn giá cả thì nhiều khi anh em nói mắt rẻ cây thì đẹp xấu tùy theo mỗi anh em nhìn nhưng mà cái nụ thì chơi không được ha nụ rất là chuẩn chị báo kích thước cho em. À, cái cây này là nãy có đo rồi là cao là lấy 65 trở lên. Dạ. Ngang là cũng 65 luôn. À, chiều cao mình lấy trung bình là 65 ha. Đúng rồi. Em thấy này nó có cái ngọn cũng hơi cao nhưng mà mình từ hao xuống khúc ha. Thí dụ cái ngọn này tới khoảng 70 75 nhưng mình báo cũng bỏ xuống khúc nha anh em. đường kính tàn thì cũng khoảng 60 65 ha. Ừ. Cái này thì hàng ghép gốc nhất và mùa liền cốt hầu như là 100%. Cái phần cốt ghép của mình ở đây nè, tay cái đổ lên hết tay cái cho đến ngón chân cái ha như cái chỗ này là bằng ngón chân cái của mình nè anh em cái cũ ở đây thì trung bình em thấy nó cũng khoảng cổ tay của mình nha cái phần cũ ở đây thì nó sẽ không có điều với nhau có cây nó sẽ nổi lên có cây nó nở ngang nở dọc có cây nó nở đứng nhưng mà mình trung bình ngay cái cũ chỗ này là bằng cái cổ tay của mình nha đây cây, rất là to nha anh em cây này hiện tại thì đang nằm chỗ ba tấc chậu hai tấc rưỡi chậu hai tấc rưỡi chậu hai tấc rưỡi chậu này chậu sâu lòng bằng chậu ba tấc của người ta Đúng rồi. Cái chậu này là chậu lớn nha anh em chậu cái bề mặt của nó vẫn là hai tấc rưỡi nhưng mà ở đây cái lồng của nó rất là sâu ha còn chậu hai tấc rưỡi của người ta cái lồng nó có có nhiều đây thôi nó không nó nhỏ nó không có chứa nước nhiều ha. còn cái cây này mình vô chậu hai rưỡi là cái đường kính cái chậu nó nhỏ thôi nhưng mà cái lồng chậu mình nó sâu mình mới nuôi được những cái cây già mùa đủ nước nha anh em để nhiều khi anh em mình cứ nói sao chậu hai tấc rưỡi mình thấy đấy anh em với cái này cái cây này đáng lẽ là sang qua chậu ba chậu ba tấc hai được nha anh em thấy cái tàn so với cái cây không cái chậu anh em muốn không thấy luôn ha <laughs> Tại vì người ta mua bán trên mạng thì bắt buộc người ta phải vô cái chậu cho nó thiệt là nhỏ để khi mà mình đóng hàng vận chuyển rồi nó cũng sẽ nhẹ được anh em. Cây như thế này là chỉ bán như thế nào hả chị? À cái này uh, bán uh, giao lưu mấy anh chị là 250 000, .000 cây. hai trăm gửi một cây. À, đúng rồi, một cây gửi hàng hai cây bao phí. Một cây gửi hàng hai cây bao phí, một cây nếu mà anh em mình mua một cây tiền phí nó tung bình khoảng bao nhiêu tiền một cây hả chị? À, một cây nếu mà đóng thùng thì nó tầm uh, 51 năm 000 đ năm năm 50 ha, 50, 50 trên xuống gì đó tí. À, mỗi một cây như vậy thì à, nếu mà anh em mình mua một cây á, thì anh em phải thanh toán thêm tầm khoảng 50.000 phí ship nó sẽ chạy khoảng 300.000 một cây à, còn nếu mà anh em mình mua một cặp thì 500k là anh em đã được bao phí vận chuyển rồi. Đúng rồi cây này em thấy cũng tương đối cái giá này rất là dễ chơi ha tại vì cái cây này tung bình nếu mà cái cốt ghép như thế này thì luôn tầm khoảng 4 năm ngoài mới được một cái bộ tàn cũng cung xương như thế này nha anh em và cái chậu này chậu hai tới gửi lớn nha bằng cái chậu ba ba ngoài của mình đó cái chậu rất là to ha Nhưng cái lô này, này làm cũng còn khá là nhiều nha ừ. mà tại vì đưa vô đây đặng ngoài nắng quá này cây rất là to ha anh em so giữa cái chậu <laughs> với cái cây này thấy không từ tấm đại gà đang là cái chậu này phải vô chậu ba bao ngoài mới được tàn rất là to ha chiều cao 65 đường kính tàn 60 65 ha đây, còn phía ngoài còn nhiều ha nụ cái lô này rất là đẹp luôn anh em mình được phép kiểm tra nha ở đây báo kích thước cho anh em mình đã 65 rồi À, đường kính tàn 65 cao 65 thì anh em mình ra cứ kiểm tra còn cái phần nụ thì em mình ra cứ kiểm tra nụ rất là đẹp luôn ra được phép kiểm tra mà coi cái nào nụ chất lượng thì ok như video thì anh em mình sẽ thanh toán tiền thôi nụ quá đẹp rồi mình tiếp chị à, tiếp theo là hàng lớn hơn này lớn hồ hơn này lớn hồ hơn đây. Nụ dữ lắm nụ nụ già đẹp nụ nãy giờ em quay cho anh em mình coi thì khỏi la khỏi nói, Đúng. tại vì hai cái này kích thước nó như nhau thôi. đây ha, nụ hai cây, anh cây cây đó cái cây này cũng là nà ná ha, này được một cái nó cứng cốt hơn. Gì? đây củ, cũ ha, này, này cũng anh em coi cổ tay nó bự hơn cổ tay em nhiều ha, mình cũng vẫn là tính là cổ tay ly cổ tay của em đổ lên đi, tại vì á cây mai ấy, nó sẽ không có cái nào giống như cái nào ghế nó sẽ nở ngang nè nở dọc nở đứng nở xuôi tùm lum hết trơn à nên em cũng tung bình nó khoảng cổ tay của mình cái cốt ghép ở đây cũng vẫn là bằng ngón chân cái đổ lên cây này thì nó hãy cứng hơn cứng cáp hơn xương nó cứng hơn nha nụ thì vẫn là chất lượng nụ y như nhau lâu này mua gì nói cho tết thầy nụ quá đẹp luôn nè giá cả cây xấu đẹp thì không có khen thì em không biết ha tùy theo anh em đánh giá còn đây nụ thì rất là chuẩn Cái lô này bao nhiêu tiền một cây hả chị? À cái lô đó là 300 000 một cây. À tầm. một cây gỏi cũng là hai cây bao luôn. <laughs> à nhích hơn cái kia 50 000 một cây ha. Đúng cái rồi. kích thước mình đo như thế nào chị? Kích thước cây này là lấy là cũng 70, 70 trở lên hết. tá Tán ngang của nó là cũng ra là một găng tay nè, hai găng tay, ba gang. mình lấy uh, tên cái kia một tí Đúng đi rồi. ha. Cái kia hồi sớm là báo cho anh em mình là 60 65, Đúng rồi. Cho giờ mình là 70 ha. Đúng rồi. Uh, à uh, chiều cao 70. Cao hơn cái kia khoảng a uh, năm năm phân nhưng mà ở đây được em thấy cũng cái tàn nó cũng cứng hơn bên kia nó mỗi cái nó nhích hơn chút nó mắc hơn nhau chỉ có 50 000 ngàn thôi thì cái chất lượng cây của mình nó cũng nhích hơn được 50 000 ngàn ha nụ nụ đẹp ghê Đó, mình tiếp luôn chị tiếp theo nó là cái uh, hình uh, nhỏ hơn đây cái dù dây hết thì ha ừ lấy cái mẫu và báo kích thước cho cây những cây nó sao đều đều hết thì mới tưới nha mới tưới huyết nhiệt à, cây này giá bao nhiêu hả chị à, loại này là tầm 2 hai trăm hai chục ngàn đúng hai ừ. bốn khoảng năm uh, mươi lấy 50 đổ lên ha chiều cao 50 cốt ghép thì vẫn là liền một trăm phần trăm cái phần cũ của mình đều đều trung bình à, uh, bự hơn tay cái cho đến ngón chân cái tại cái loại này uh, có tầm trăm hai chục ngàn thôi nè nó mắc hơn cây mày giống con tí xíu thôi nhưng mà được cái chơi tết ha uh nụ thì cũng lẫn là, là có nụ đẹp cho anh chị em mình ha nụ này cũng tương đối chứ không được gọi là đẹp nha nụ này là chơi tết ngon tại vì cái giá tỷ của nó tầm hai chục ngàn thì mình không có so cái lô nào đẹp thì em khen đẹp thôi còn cái lô nào nó tương đối Mà đó tương đối nha trong quay cứ quay là cái nào cũng đẹp hết chỉ có hai lô bự là em thấy nụ rất là xuất sắc ha còn cái lô này thì nụ nó nằm ở mức trung bình hàng chơi tết được tại giá nó cũng có một trăm hai thôi cây thì cũng là nằm chậu hai gửi ha. à hai tấc rưỡi ha nó về cái kích thước chậu nó vẫn ngang với bên kia nhưng mà cái tàn nó gọn hơn giá nó rẻ hơn ha thì chất lượng nó sẽ đi theo cái giá thành của cái cây mình bao nhiêu cây mình gửi hàng à, hả chị? cái này là hai cây gửi hàng bốn cây bao phí hai gửi hàng bốn cây thì bao phí vận chuyển hai cây tặng một mười tặng một luôn đúng, đúng rồi hai à, gửi hàng là bốn bao ship mười tặng một đúng rồi hai à, cây thì tiền ship nó cũng khoảng như cỡ đó ha 50. Rồi, cũng khoảng năm chục dồn như một cái thùng thì cũng khoảng năm chục ha đúng rồi chiều cao mình lấy trung bình năm mươi một hai à lấy 50 ừ, chiều cao trung bình mình lấy 50 cm ha nè rồi mình tiếp luôn cái loại kế tiếp à tiếp theo nữa là cái mini đây mini nằm chậu xe 6 mini nhớ hồi năm mấy trước à, năm trước thôi nên là cái loại này là nó đã bằng giá với cái loại bên kia rồi cỡ này rồi. là chậu xe là lúc hàng chơi tết là khoảng tầm tầm 2 rồi đúng rồi Mà giá không biết như thế nào ha cái này thì chiều cao lấy nó cũng 40-45 nha chiều cao trung bình 40-45 cm chị à. thì cái này là à chào giá là 70 000 cây. 70 000 một cây. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao phí tặng 1, 10 tặng 2. À dễ ha, được cái phí mãi nhiều nha anh em. À 3 gửi hàng. Phải không? Đúng rồi. À 70 000 cây, 3 cây gửi hàng, 3, 7, 3 281, cộng thêm 3 40 000 tiền phí gì đó. Giá ra lại quay khoảng 250.000đ ha, ừ. 250 000 đối với 3 cây. Còn nếu mà anh em mình mua 5 cây thì sẽ được tặng thêm 1 cây là sẽ chạy ra rẻ đó Bao Để phí 5 nè 5 cây là bao nhiêu? 600 ngàn không? 5 cây 600 ngàn là được tặng thêm cây nữa là chạy ra ghẻ Đúng rồi, 5 cây là đúng rồi ừ. Còn 10 cây thì anh em mình sẽ được tặng thêm 2 cây 2 ha. cây nữa à, Cây này thì à, hàng cắt đôn, hàng này có quấn ghẻ cũ Cũ trung bình của mình cũng bằng ngón chân cái đổ lên à, Cái cốt ghép của mình khoảng 4 ngón tay cây này thì có bông có nụ để cho anh em mình chơi Tết anh em mình chơi xong đem ra trồng hoặc là anh em mình mua cái lô này về chồng cũng được nha Tại lô này em thấy ghép cũng có cũ này mình đặc biệt mình mua gì mình trồng không chơi Tết cũng được giá nó có 70.000 một cây thôi Đúng chiều rồi. cao Đúng thì rồi. lấy 40 đổ lên nằm chậu C6 23 gửi 5 bao ship tặng 1 10 tặng 2 Đó, rồi. Mình tiếp luôn rồi cái này lớn hơn Đây. Cái này nụ đẹp lắm quá trời toàn bộ số lượng toàn loại mấy hàng này nằm còn số lượng hết nha mấy chị à, cốt ghép à, 4 bốn ngón tay ha cốt ghép dưới đây thì bằng tay cái tay đây bằng ngón tay tỏ ha bốn ngón tay bự của mình à, cây nằm chậu C7 hàng ghép góc nhất quấn cũ cũ trung bình bằng chân cái cũ rất là đẹp ha 24 lấy khoảng 50 đi ba gan ba gan của em nè 2 tấc 2 nè à, 4 tấc tư nè à, này là cái gà, tới đây là 6 tấc nhưng mà mình lấy khoảng 5 tấc ở này thôi ha báo trung bình cũng đều đều khoảng 5 tấc nằm chậu C7 ha cái này giá bao nhiêu hả chị à, cái này chờ 90.000 cây 90 à, cây gửi hiền 5 cây bao phí tặng 1 rồi tặng 2 luôn ừ. Ba gửi 90.000 một cây ba cây thì gửi hàng phí ship lên quanh khoảng 4 50 ha à, 5 cây tặng 1 10 cây tặng 2 ừ. nó quay giá em thấy cũng tương đối anh em mình chơi được ha nụ, nụ cũng khá là đẹp nha đặc biệt em phải nhất là nụ hai cái hai cái lô bự này. Cái lô bự là 250.000 một cây với 300.000 một cây này nè ha. Đủ rất là đẹp luôn. Đủ không có chê được ha. Anh em mình mua về chơi Tết thì anh em mình có thể là cân nhắc lấy tới cái hàng này để về anh em mình chơi nha. Mình còn lô nào nữa không chị? Hết ừ. dạ. rồi. Rồi thì tổng cộng sớm dạng quay cho anh chị em mình là có 4, 5 lô ha. 250.000 nè. 250.000 nè. 300.000. Rồi cái lô bự là như ta. Tầm, tầm 2, 90, 70 ha. Đúng rồi. rồi. thì anh chị em mình thích cái loại nào anh chị em mình cứ liên hệ trực tiếp gặp nhà vườn số điện em ghi tên tiêu đề của video ha rồi, em chào cô chú mình luôn rồi xin chào cô chú anh chị mình nha. em rất mong clip này mấy anh chị tiếp tục ủng hộ bên em về bán tết hoặc chuyên tết cho anh chị em chào tạm biệt